Lý do Manchester United không sa thải Ten Hag. Manchester United không hoảng loạn đối với tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag bất chấp khởi đầu mùa giải mới đáng thất vọng. Vị trí của huấn luyện viên Ten Hag tại Old Trafford tạm an toàn. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Manchester United không vội vàng sa thải huấn luyện viên Ten Hag sau khởi đầu không mấy ấn tượng ở Premier League mùa này. Sir Jim Ratcliffe và INEOS sẽ cho Ten Hag thêm thời gian để xoay chuyển tình hình. Giới chấp bu, quỷ đỏ, không muốn kế hoạch đặt niềm tin vào Ten Hag trong hè 2024 sớm bị đảo lộn. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Manchester United có giới hạn, đồng nghĩa huấn luyện viên người Hà Lan phải sớm giúp câu lạc bộ thu về nhiều kết quả tích cực hơn. Gôn viết: ngay sau thất bại 0-3 trước Liverpool hôm 1 tháng 9, giám đốc điều hành Omar Berada cũng lên tiếng: chúng tôi ủng hộ Erik Ten Hag một cách toàn diện. Tất cả đang làm việc rất chặt chẽ cùng nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình để giúp Erik Ten Hag gặt hái được những kết quả tốt nhất. Hiện tại, huấn luyện viên Ten Hag gặp áp lực lớn. Ông lập kỷ lục tệ hại khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử mang UTD thua 2 trong 3 vòng đấu mở màn Premier League ở 2 mùa giải trở lên. Trước đó ở mùa 2022-23, Manchester United cũng thua 2 trong 3 vòng đầu. Truyền thông Anh đưa tin Gareth Southgate là ứng viên hàng đầu thay thế Ten Hag tại Man UTD. Một số ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Ruud van Nistelrooy, trợ lý hiện tại của Ten Hag tại Man UTD, Kieran Gukena, huấn luyện viên trưởng Ipswich Town và Thomas Tuchel. Cựu huấn luyện viên Chelsea và Bayern Munich.